Shop hàng nhiệt độ điện xin kính chào các bác. Em lên sóng giới thiệu với các bác chiếc điều hòa một cục của hãng Corona. Con điều hòa rất là thông dụng. Corona các bác nhé. Con này độ lạnh cực sâu luôn, ngồi dưới chiếc nó rất là mát lạnh nhé. Em để số 14 này, máy đã test chạy ok. Em bán là 3,6 triệu và đi kèm một chiếc điều khiển đa năng. Cái này thì các bác có thể mua ở đâu cũng được. Nó là chính là cái điều khiển treo tường đấy. Các bác cài cho mã 760 là nhận nhá. Con này điều khiển rất là thông dụng, tình trạng máy rất là đẹp. Dàn đằng sau em nhìn cũng rất là mới nhá, rất là mới đẹp luôn nhá. Bên trước này nó là dàn lạnh này. Này, dàn lạnh còn nan nhé, còn rất là đều đẹp. Nói chung là một con máy đẹp. Trong cái hàng bãi thì nó là đẹp. Còn đẹp đến mức nào thì tùy mỗi người cảm nhận ạ. Còn em bán thì em thấy nó là đẹp. Hình thức ok. Độ lạnh tốt, chạy rất là lạnh, êm. Im re. Em bán 3,6 triệu nhé. Giá 3,6 triệu đi kèm một chiếc điều khiển đa năng. Chưa có phí vận chuyển, chưa có đột nguồn. Các bác nào chốt con này các bác liên hệ nhé. Chào các bác.